nha. Mấy hôm không gặp anh Khánh. Anh Khánh có nhớ em không? Anh có nhớ em không anh? Anh nhớ làm gì em? Nhớ làm gì cho nó lặng đầu. Em có BK không? Có Dương tí số à? Ok, tổng thủ Dương này nắm 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 nắm. mỗi Được em ạ. người thôi. Anh em chơi một kèo Có nhá, chị thằng này Hoài nắm nữa. kèo ấy. BK em thua mà làm gì? Dạ. Em thua mà làm gì? Em làm nhẹ nhàng thôi. Em thua em nhảy ngoáy mông cho mọi người xem. Nhảy theo nhạc nha. Ok. Ok anh. Này Chắc em em này. Em này mới là ngon đòn anh em ạ. Em này nhá. Người Cao Bằng ít tuổi nhìn đã biết rau sạch rồi. mọi người ơi, mọi người ơi, tắt tay cho em mọi người ơi. Tắt áp Thua cái làm vợ chạy anh cho mẹ Khánh mọi luôn người ạ. ơi. Em ơi, em bật áp mới được đẹp như này à em? Ai chả dùng áp anh, con Nhưng gái mà ai cũng không, thế anh mà. nhìn em là cũng được, không đến nỗi em mà tắt áp thì cũng vẫn ngon đúng không? Vẫn không có người chạy đi đúng không? Chắc Tóm lại có. là tắt áp anh vẫn 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 ăn được. Nghèo nhất top top mọi người ơi. Trách em rất nhiều, sao ngày ấy còn trong cô đơn yêu. Anh từng cũng chẳng cầu xin. Cảm ơn cảnh béo nha. Không ai gửi em. Cảm ơn cảnh béo nha. Biết sao nói được rằng dù một nơi xa anh sẽ đau dài. Trời ơi, thua rồi mọi người ơi. Kiểu gì cũng thua mà anh. Trong ở một nơi xa anh em ơi. Vụt nó đây anh em ơi, xem em này cái mông có đẹp không nào. Nhân đôi anh em ơi. Anh phải cứu em chứ. Nhân đôi anh em ơi, nhân đôi. À, nó thua nó lại nhảy ngoáy mông để Khánh thẩm ra là không. Hôm nào Khánh rủ xuống chơi để Khánh quất ra nào. Để anh mở nhạc, Nhạc anh mở nhạc. nhạc 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 ôi giời ơi, ôi giời ạ. Anh 300k mở. đây này, có anh em đang bình luận là 300k để tôi được không Khánh à? Em này nói chung là nếu mà bảo em ấy là hoa hậu siêu mẫu hay là cao giáo thì không phải, nhưng mà nếu mà cháu nó ít tuổi nó cũng là mới 300 thế nào được ông nó lên thiên 150 triệu tôi không chơi. Mọi người, anh Khánh nói xong rồi, đi chạy luôn nhỉ mọi người. Thôi, thua rồi. Một kèo thôi, không ai chơi lại với anh Khánh đâu. Đã đêm ở lại thì phải thật hạnh phúc. Anh đã ra đi để mình anh vỡ nát.
Mấy giờ rồi chị Đâu? hả? Hello Ôi em chết rồi. đâu Thôi em đứng lên giải kèo đi. Đứng lên giải kèo đi, em thắng nó sao được. Em tuổi gì mà em thắng mà. Xem, đứng lên xem cái pháo câu to nhà nào. sương sương thôi. Xem nó có múc Anh nào. thích, anh thích em nhảy bài gì nào? Anh thích nhìn phao câu của em xem có múc không. Như là bài gì nào? Bài ấy đi. Bài gì cũng Bài được. gì? Bài gì em cảm thấy em nhảy vui vẻ hay được. Mà mặt mẹ nhạc đám ma anh nhảy đi. Thôi. Nhưng mà thật sự là em bé này tuy rằng cũng không phải là hot girl nhưng mà cháu nó mới hiểu chưa? Để mà gì là cũng gì ra gì đấy. Ra Ra gì cầu đông mọi nguyện người à? ăn chè đi à? Dạ, bây giờ cầu nguyện đổi tên lên cầu trường chè rồi. Đội cầu nguyện đổi tên lên cầu trường chè rồi, còn cầu chè nữa. Em này zin thì không còn. Em này chắc phải yêu mấy lần rồi, làm gì mà đến zin. Em còn ế mà anh. Ế cái gì? Thế sao anh bảo là hôm nào xuống Hà Nội anh em mình dí nhau thôi em không xuống? Anh đã bảo đâu, lấy bằng chứng về đây bảo nào. Anh nhắn tin em Anh bảo là nếu mà anh nhắn như thế thì em đã đã trả xuống à? lời rồi. Đúng rồi. Anh Anh có bảo muốn thế đâu, thật sự anh là chỉ bảo là anh xuống Hà Nội chơi với anh thôi, anh có bảo là gì ừ, thì đâu. anh xuống xuống chơi đi em ạ. Đàn ông người ta không làm cái gì gọi là động tác thừa đâu em ạ. Xuống chơi cho đéo thì nó mời ăn mời uống tốn tiền, mời ăn mời uống cuối cùng cũng để dí làm gì đâu, đưa vào thế bế bệ chứ. Tự nhiên này mời ăn không xong là cô đi về nhưng mà phải 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 nói chứ, phải chủ động chứ, mà mình kiểu dí gọi nhau. là Ừ thì đúng rồi, mình dí ví nhau dụ có mất xuống cái gì mà đâu. không 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 được. Tất nhiên là như này này, anh nói vậy nói thẳng như này này, mình dí nhau nó không mất cái gì cả đúng không, làm nhau nhau vui. Vấn đề là như này này, cũng phải và bảo với em là xuống ăn uống xong là tối là ở lại để dí mai thì về, chứ không thì em lại xuống đến đúng cái ngày mà đèn nó đỏ thì dí vào mắt à Yên tâm. đúng không, đúng không? Con sò này sò huyết thì chết, sò lông lại chuyển sang sò huyết thì chết đấy. Thôi rồi, dạ kéo đây, xong là để anh đi về anh nói chuyện với cả thằng này gái. Ok Vượt đèn đỏ luôn à? ok nghĩa Địt quá. mẹ vượt đèn đỏ xong lại cứ tưởng là còn trinh thì chết đấy không chết giờ. Trời, chết rồi. Đứng lên, dạ kèo đồng hoàng, idol uy tín. Anh ạ, à, vượt đèn đỏ xong. Thì cũng gì đấy nhưng mà chắc Nhảy đâu cũng mọi người ạ? em năm nay là bao tuổi nhỉ, Em á, 2xxx. chắc dí nhau từ năm 14 thì nhìn to lòng lắm mà trên trên Lào Cai à quên trên Cao Bằng thì mấy cái bạn là trên đấy thì anh biết rồi, gái trên đấy thì anh biết rồi, 14 15 nó như gà chán. Anh cứ tưởng em mới mới chắc cũng lại
như trong các bếp. Thôi nha, anh đi về đây. Bye bye anh. Mẹ em như gà chết trong các bếp. Bye bye anh. Mẹ em như gà chết trong các bếp. Nào, không thua không ạ? Trông là thế thôi nhưng mà trên đấy nó, mình không phải là phân biệt nhá, nhưng mà người đồng bào dân tộc ở trên đấy thiểu số ấy. Các cháu 13, 14 tuổi, 15 tuổi nó đã kịch. Mẹ ghê lắm. Tôi biết mà.